Sau đây là kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6, ngày 17 tháng 2 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 1, 0. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 4, 9, 9. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 0056 6314 2853. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 1658. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 71437 98378 06109 87328 501111 23514 69347. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 25209 97877. Giải 2, trị giá 15 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 77670. Giải 1, trị giá 30 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 49954. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 42939. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 42939.